Thuốc viên như ý được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review nghề thợ điện. Nghề thợ điện là một cái nghề vô cùng là nguy hiểm. Họ tiếp xúc với điện và tiếp xúc với khí độ cao rất là cao. Những cái người thợ điện như thế này họ rất là can đảm và có một cái trình độ học vấn rất là cao thì mình có thể tiếp xúc được với cái điện cao áp và trèo lên để sửa chữa các nguồn điện như thế này. Họ rất là thông minh và tài giỏi. Người thợ điện sẽ mặc bộ trang phục, đó là đội mũ bảo hiểm màu cam và quần áo màu cam. Chào ơi, chào bạn thân mến, mình muốn được kết bạn với cậu. Với cậu ấy à? Này, cô ấy đi rồi. Hu, thế có nghĩa là cô ấy chẳng thèm quan tâm đến lời tớ nói. Cô ấy mới đến ở chơi nhà Potako 2-3 ngày hôm nay. Và cậu nói ý định này làm quen chứ gì? Thế mà không nói sớm cho tớ biết. Ten ten, cái gì vậy? Tớ thấy nó chẳng khác gì cây cung đồ chơi cả. Đây là mũi tên thần tình ái. Cậu xem đây, trời ơi, cậu đúng là đồ ác. Đừng lo, nó không bị đau đớn hay thương tích gì đâu. Chíp chíp, mà ngược lại, nó sẽ yêu mến người đã bắn mũi tên này vào nó. Chỉ cần dùng món bảo bối này, cậu sẽ được như ý. Thật không đấy? Cô ấy sắp vào nhà rồi kìa, nhanh lên nhanh lên. Tớ về rồi đây, cậu bắn kém quá. Mau rút tên ra đi. Cậu phải ngắm thật kỹ trước khi bắn chứ. Tụi mình sẽ gọi cô ấy ra. Xin chào, có ai ở nhà không? Ai đó? Thôi chết, tớ chẳng có gì để nói với con bé Batoko này cả. Đỏ dở hơi, nhưng mà tớ chắc chắn là cô ấy đang ở trong nhà. Thử ngó vào xem sao. Đứa nào dám rình rập ngoài cửa nhà tao? Con bé ấy dữ quá. Đành dùng cách này vậy. Tớ sẽ tàng hình để lẹn vào nhà dụ cô ấy ra ngoài cho cậu. Nó là đứa chẳng ra gì đâu, đến mức đó cơ á. Ngày nào nó chẳng bị phạt vì cái tội đi học muộn, lại còn tội không làm bài tập nữa. Bọn họ đang nói về Nobita chưa hết đâu. Lúc nào nó cũng dẫn theo một con robot gằn rõ tên là Noraemon. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Làm gia sư được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Hoa bách hợp được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review nghề bác sĩ. Trên đây là hình ảnh nghề bác sĩ đang là khám bệnh cho các em trẻ em. Và ngày bác sĩ sẽ có được mặc trên người là áo màu trắng, blue trắng, và sẽ đội cái mũ màu trắng ở trên đây. Tay của bác sĩ đang cầm một cái ống nghe. Ống nghe này giúp bác sĩ có thể chẩn đoán được chính xác các bệnh về các đường hô hấp. Và em bé này đang được bác sĩ khám bệnh. Và em bé này, hình ảnh em bé rất là ngoan. Tên gì mà kỳ quặc, không phải thế, tôi là Doraemon. Đứa nào vừa hét lên đấy? Ôi sợ quá. Ôi, cuốn truyện của tớ. Ê đứng lại, cô ấy sắp chạy qua chỗ cậu đấy. Tớ bắn đây. Trời, em tình nguyện kết bạn với anh nè. Không dám đâu. Anh đừng khách sáo mà. Phải rút mũi tên ra ngay. Đồ, nôn mông dám sò soạng người ta hả? Quái, cứu tớ với, làm sao bây giờ? Không để cho tớ rút mũi tên ra. Cậu ấy dùng trực thăng che mà trốn vậy. Đây là mũi tên cuối cùng. Chúng mày nhớ mặt tao. Cậu không được quyền bắn trượt nữa đâu. Cố ngắm cho thật kỹ. Ba ta cô ơi, cậu ở đâu rồi? Cô ấy kìa. Trời ơi, đã dặn phải ngắm thật kỹ cơ mà. Mũi tên rơi đâu mất tiêu. Hắc gì? Ôi, ông anh thân mến. Anh
ơi, anh ơi, dừng lại đi Doraemon, cút ra chỗ khác, đỏ phá đám. Anh ơi, cho em được ngắm mặt anh kỹ hơn nào, đừng nói chuyện mặt mũi với tôi biết mình xấu xí. Đâu, cái mũi của anh thật là duyên, còn cái mồm rất là dễ thương. Hi hi, lần đầu tiên trong đời tôi nhận được nhiều lời khen như vậy. Chú em nói nữa đi. Hứ, cái mặt giống hệt con hà mã. Không, hay rồi, lần này hãy đến thật gần cho chắc ăn nhé. Bớt người ta, có người giết tôi. Nobita, không được trêu chọc bạn gái như thế. Ủa, lên cấp 1 rồi mà em vẫn chơi trò con nít này sao? Thầy, thưa thầy, không phải đâu vậy. Thầy tịch thu cái này của em. Cái gì, thầy giáo tịch thu rồi à? Lớn rồi, lớn tướng rồi còn chơi trò con nít. Kết quả học tập chẳng ra gì là phải. Hi hi, trò này cũng có vẻ thú vị đây. Chào ông, cho tôi thu tiền ga. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Hãy hồi sinh, được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review người họa sĩ. Người họa sĩ sẽ có những cái đầu óc họ rất là sáng tạo và rất là thông minh. Họ có thể là kết nối được những cái màu sắc cùng với nhau để tạo ra một cái bức tranh hài hòa nhất. Và những cái người họa sĩ thế này sẽ nhìn cái cảnh vật xung quanh và rất dễ để họ lên ý tưởng ở trong đầu và vẽ ra những cái bức tranh thật là tuyệt đẹp. Người họa sĩ luôn cầm một cái cọ và những cái màu vẽ của họ. Có rất là nhiều cách vẽ tranh. Nhiều người chỉ vẽ bằng bút chì và có người họa sĩ sẽ vẽ bằng cọ và màu. Cả trường đi làm ruộng rồi, mô Phật học trò không được học mà phải đi quốc đất trồng khoai kiếm cái ăn. Chẳng biết rồi nước Nhật này sẽ đi về đâu. Sư thầy bảo họ ở đằng kia. Làm gì mà uể oải thế? Nobi, thế này mà gọi là quốc đất hả? Nhưng hai tay em bỗng rụt. Bụng thì đói meo thầy ơi. Đúng là bố đấy. Thế đã ăn thua gì? Hãy nghĩ đến sự gian khổ của các chiến sĩ đang quần thảo ngoài mặt trận. Thật là quá đáng. Họ dám hành hạ trẻ con à? Thôi nghỉ giải lao 30 phút. Hoan hô, cảm ơn thầy. Vào trong mắt ngồi đi. Riêng Novi phải ở lại. Cậu bị phạt quốc đất tiếp, không được nghỉ. Rõ chưa? Hu hu, tội nghiệp bố quá. Tớ không thể nhìn bố phải chịu khổ thế này. Bố ngất xỉu rồi kìa. Đưa bố vào chỗ mát mo kẻo bị say nắng. Nhưng bố mà nằm đây ngủ là thế nào cũng bị ông thầy phạt nữa. Không sao, tớ đã có cách. Cậu sẽ ra nắng thế chỗ bố. Nhưng tớ đâu có biết quốc đất. Găng tay siêu phàm nè, dùng nó là khỏi lo. Cô gái hoa bích hợp đang ở đâu nhỉ? Chiều nay ta ra bờ sông chắc chắn sẽ gặp. Chà, cậu giỏi quốc đất quá nhỉ. Thầy giáo đấy, cậu làm tiếp đi. Thầy xem em quốc đất có giỏi không. Một mình em làm đấy ạ. Tóc tai để dài như con gái thế này à? Không biết quy định con trai phải cạo trọc đầu hả? Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Không có tuyết, được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay